Kính chào quý khán thính giả của đài VSN TV, chương trình Phụ nữ, Cuộc sống và Cộng đồng một lần nữa được đến với quý vị do Nhất Phương và Phạm Thị Huê phụ trách. Chương trình nhằm chia sẻ tất cả những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống của người phụ nữ Việt Nam hải ngoại. Trong cái hay, cái đẹp đó chúng ta có thể đọc được qua những tiểu thuyết, qua những vần thơ hoặc là qua chính cuộc sống của chúng ta. Và hôm nay, dưới một hình thức mới lạ hơn nữa, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu một nghệ thuật rất mới, rất lạ. Và chúng tôi xin nhường lời lại cho Nhất Phương hôm nay để giới thiệu cái chương trình mới lạ đó trong chương trình Phụ nữ, Cuộc sống và Cộng đồng hôm nay. Mời Nhất Phương. Cảm ơn chị Huê. Và kính thưa quý khán thính giả, một lần nữa thì Nhất Phương cũng như là giáo sư Phạm Thị Huê được hân hạnh, cũng giống như là chị Huê vừa thưa. Và đúng như vậy, ngày hôm nay chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy bước vào một cánh rừng khác hơn là những cái lần trước đây chúng ta đã giống như là trong đời sống thì có cảnh như thế này, cảnh thế khác. Và khung cảnh mà chúng ta sẽ cùng nhau thưởng ngoạn cũng như là đào sâu đó là về hội họa. Và ngày hôm nay, giáo sư Phạm Thị Huê và Nhất Phương rất hân hạnh để đón tiếp họa sĩ Hoàng Vinh và người bạn đời của anh. Xin được kính chào họa sĩ Hoàng Vinh và mời anh chị gửi lời chào đến quý khán thính giả của VSN TV. Tôi là họa sĩ Hoàng Vinh, xin kính chào quý vị thính khán giả của đài Việt Hải Ngoại TV. Dạ thưa, xin mời chị. Tôi là Nguyễn Thị Vĩnh, tôi xin kính chào quý vị khán thính giả đài Việt Hải Ngoại. Xin chào anh chị, xin rất chào. Hân hạnh được đón tiếp anh chị hôm nay với chương trình Phụ nữ, Cuộc sống và Cộng đồng. Khi mới bước chân vào phòng thâu thì chúng tôi đã có dịp để mà, tuy là lần đầu tiên gặp anh nhưng mà cũng được anh nói cho sơ qua một chút về cái nền hội họa và những công việc của anh như thế này trong mấy chục năm qua. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái công việc làm của anh, cũng như là tôi có thể nói sự nghiệp cho nó to lớn trước. Dạ vâng, mình nên giống như là tìm hiểu về đời sống của một người họa sĩ mà chúng ta ái mộ. Vậy thì mời anh chị nói đến cuộc sống hiện tại cũng như là ngày khi mà anh đặt chân qua nước Mỹ như thế nào. Dạ vâng. Dạ kính thưa chị Nhất Phương, kính thưa chị Phạm Thị Huê. Dạ. Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi hôm nay đã được đến đây để nói về vấn đề nghệ thuật hội họa của Hoàng Vinh. Và cũng một điều mà chúng tôi thấy rất làm sung sướng ở cái điểm là chương trình phụ nữ, thì chúng tôi cũng đã nghĩ rằng phụ nữ là một cái đề tài rất cao quý mà có thể đã giúp ích cho rất nhiều quý vị nghệ sĩ đã trong những chương trình văn học nghệ thuật toàn quốc. Và phụ nữ cũng là một cái đề tài cho những nhà văn, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ đã được lừng danh với những nét đẹp đặc thù riêng của người phụ nữ. Vậy hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh đến đây để nói lên cái nghệ thuật hội họa trong cái chương trình phụ nữ, thì tôi cũng nghĩ rằng thế nào cũng gọi là gợi ích cho vấn đề nghệ thuật hội họa của Hoàng Vinh. Nghe anh nói vậy cái tôi ngồi đây ngó Nhất Phương cười tươi quá, chắc là cũng cảm thấy được hài lòng lắm phải không Nhất Phương, và thấy chị cũng cười tươi nữa. Cảm ơn anh nhiều. Nhất Phương cười là Nhất Phương nghĩ tới một nạn nhân của chúng ta sắp sửa là chị Hoàng Vinh. Tại vì anh Hoàng Vinh thì nhắc nói về phụ nữ quá như vậy, thì chị Hoàng Vinh là một trong những nguồn cảm hứng của anh không? Hay là trong những tác phẩm của anh thì mang mát một bóng hồng nào đó, mà trong đó có bóng hồng nào là cái người bạn đời đang ngồi kế anh Hồng vậy hả? Dạ thưa quý chị, cũng thưa quý vị thính khán giả của đài Việt Nam Hải Ngoại TV. Nói đến nghệ thuật hội họa thì chúng tôi xin thưa rằng là cả một vườn hoa đầy sắc màu huyền diệu, sinh động sâu thẳm của thế giới trừu tượng hay ấn tượng. Cả một tiến trình tuyệt vời trong trí ức của người họa sĩ khi đứng trước cảnh thiên nhiên. Người họa sĩ lúc nào
cũng cảm nghĩ rằng đó là một cái đạt, cái vui mà đã thâu nhận được. Cho nên có lúc sống phiêu bồng, trải dài, trải rộng cả thời gian và không gian, qua những mảng màu, đường nét, bóng tối, ánh sáng, tưởng chừng như có âm thanh, có tĩnh, có động, để tạo nên những mảng màu lân loan trên khung vải, để tạo thành nét đẹp thiên nhiên với nội tâm. Vì vậy mà phụ nữ cũng là một cái điểm nét đẹp mà người họa sĩ lúc nào cũng phải có trong cái tư tưởng, phải nói là nhập tâm thì đúng hơn. Bây giờ chúng ta cần phải lắng nghe cái người, nghĩa là cái nguồn cảm hứng của họa sĩ đang ngồi tủm tỉm cười vui vẻ nãy giờ, giống như chị Huê có nói đó, thì chị Vĩnh cũng nên lên tiếng cho tụi em biết một cách, nghĩa là tổng quát về cái nhìn của chị đối với nghề nghiệp của anh, và trong những bước đường thăng trầm của anh thì chị có tiếp giúp ý kiến, hay là anh có khi nào nghĩ rằng là chị sẽ ngồi vào trong một trong những bức tranh này không? Chị cảm thấy làm sao? Chị có thể nói bất cứ điều gì trong lúc này mà chị nghĩ, chị muốn chia sẻ. Thưa chị Nhất Phương, thưa chị Huệ, thưa quý vị khán thính giả Đài Việt, đi Việt hải ngoại. Nhà tôi vẽ cái gì thì tôi cũng ít khi để ý lắm. Một nhà hóng linh rồi. Chị nhưng mà người ta cũng nói như thế này nữa là chị, thường thường họa sĩ hay là văn sĩ, văn thi sĩ này khác thì có một cái cuộc sống rất là hào hoa. Phải không? Thì chị có cảm thấy là anh Hoàng Vinh, ông xã chị cũng hào hoa, và nhưng mà cái đó có đúng không? Cái nhận xét như vậy có đúng về anh Hoàng Vinh không? Thưa chị Huê, thưa chị Nhân Linh, tôi thấy nhà tôi thì tâm hồn hào hoa đó, nhưng một con người không hào hoa. Con người rất là thành thật phải không chị? Dạ, con người không hào hoa, không hào lo cho gia đình. Đó là cái điểm mà khác với hiện hạ ở cái chỗ điểm đó. Chị Huê ơi, bây giờ đã vào mùa thu rồi, thì thu đó thường thường nó gợi cho chúng ta nhớ nhiều về âm nhạc. Là bởi vì các nhạc sĩ, thi sĩ thì làm thơ nhiều nhất trong mùa thu, phải không? Như vậy người ta nói là lấy thơ ghép nhạc. Vậy thì bây giờ mình có họa sĩ ngồi đây, mình có thể nào mình đổi lại là lấy thơ ghép vào trong những môn hội họa hay những bức tranh không? Như vậy thì anh nghĩ rằng là cái cách của anh đem thơ vào trong tranh như thế nào, anh có thể chia sẻ một chút xíu không thưa anh? Dạ vâng, kính thưa chị Nhất Phương, kính thưa chị Lê, kính thưa quý vị thính khán giả của Đài Việt Nam hải ngoại. Như chị đã nói đúng, đem thơ và họa, nhưng ngược lại riêng Hoàng Vinh có một điều hơi khác tất cả quý vị khác, là Hoàng Vinh họa rồi mới đưa vào thơ. Vì lý do riêng của Hoàng Vinh là họa, có nghĩa là mình nói lên tất cả cái gì của mình, rồi từ đó mình đưa vào thơ. Đưa vào thơ để làm gì? Để cho khán giả biết được một phần nào cái mở đầu cho một cái tác phẩm của mình. Đó là cái thơ của Hoàng Vinh. Đương nhiên là trong thơ có họa, trong họa có thơ. Thưa anh, có những vần thơ rất là đẹp, nói về cái sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam. Chẳng hạn như bốn câu thơ nói rằng: cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Để nói lên cái sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam. Rồi cũng có một thi sĩ khác lại nói về cái đẹp rất chân chất, rất đồng quê của người Việt Nam, của cô gái Việt Nam. Ví dụ như nói là: nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quả, cái quần lĩnh đen. Thì đó là những cái nét đẹp ở trong thơ phang phảng về cái hình dáng, cái gọi là của người phụ nữ Việt Nam. Vậy thì trong các bức họa của anh có thể là có hình ảnh của những người phụ nữ, vậy thì cái nét đẹp nào là cái đẹp, nét đẹp nổi bật nhất của những người phụ nữ trong các bức tranh của anh? Dạ.